được thành lập từ năm 1999 với công suất thiết kế gạch 2 triệu m2 mỗi năm và 120 lao động, Brahm đã trải qua những mốc phát triển ấn tượng. Ngày nay, Brahm được ghi nhận là một trong những nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực gạch ceramic, ngói và bình nước nóng tại Việt Nam và trong khu vực ASEAN với hơn 4.400 lao động và 16 công ty thành viên thuộc Brahm Group. Thành công của Brahm ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống nhà phân phối Brahm cũng như sự cố gắng của đội ngũ nhân viên, những thành viên trong đại gia đình Brahm. Cùng nhau, chúng ta đã biến những điều không thể thành có thể. Cùng nhau, chúng ta đồng hành trên con đường tới thịnh vượng. Brahm cam kết luôn giữ 4 giá trị cốt lõi trong suốt cuộc hành trình. Brahm cam kết luôn công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và các bên đối tác liên quan. Tại Brahm, chúng tôi tin vào tiềm năng của mỗi con người. Với Brahm, đội ngũ nhân viên là một tài sản vô giá không thể thay thế, đóng góp phần lớn vào việc thúc đẩy, đưa tập đoàn Brahm phát triển mạnh mẽ, vươn tới thịnh vượng. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn tận tâm theo đuổi mục tiêu chất lượng, dịch vụ, sự tin cậy và giữ vững hướng đi này để duy trì, cải thiện và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông qua công nghệ tiên tiến nổi trội và thiết kế theo xu hướng mới nhất. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng. Trong năm 2017, Brahm đã tổ chức nhiều chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR với mong muốn góp sức nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng tại các vùng miền tại Việt Nam. Chúng tôi luôn quan tâm tới môi trường sống của cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động như kiểm soát khí phát thải và nước từ khâu sản xuất sản phẩm tới hỗ trợ tổ chức đào tạo huấn luyện trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại các địa phương nơi Brahm hoạt động. Cùng nhau chúng ta xây dựng đại gia đình Brahm lớn mạnh. Cùng nhau chúng ta hướng tới tương lai thịnh vượng.